Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha anh em. Tiếp tục clip bán máy cho anh em nha. Hôm nay là thứ ba rồi, cũng là những ngày đầu tuần, ngày 30 tháng 3 năm 2021 nha anh em. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha anh em, có trên cái bảng nhỏ nhỏ kia nha. Có nhiều anh em hỏi là không giới thiệu số điện thoại thì mình cũng xin nhắc lại thôi. Số điện thoại của mình này quá rõ ràng rồi, trong những clip mình liên tục đọc trước số điện thoại của mình cho anh em xem ha. 0355 356 356 anh em cứ gọi thẳng số này để đặt hàng cho bên mình nha. Còn quy định mua máy mình là cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với model cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc anh em trừ vào tiền máy lúc nhận anh em là nhận được hàng, nói thẳng vậy cho nó dễ nha. Mình ship code toàn quốc nha, mọi miền tổ quốc luôn, là chỗ nào mình cũng ship hết nha anh em. Nên anh em mua hàng thoải mái ha. Hàng nhận thì có kiểm tra thứ thoải mái, là trước khi thanh toán thì gửi shipper. Đó, nó nhanh gọn nhẹ thôi. Mình xin giới thiệu máy đầu tiên trong clip hôm nay luôn. Một em Samsung J710 bản hàng nha anh em. Máy thì ngoại hình vỏ sao cũng còn đẹp, tầm 96 97 chứ không phải là 6 nha. Đấy, sườn rất ok nha. Sườn đẹp ha. Sườn đẹp, kính thì ok, đẹp keng luôn. Còn J710 ngoài xài giữ đến mức độ là tuyệt vời luôn. Bản hàng một sim nha anh em. RAM 216 ha, màn hình 5.5 inch, pin 3003. Đó. Cấu hình thì chuẩn ha. Chức năng còn ok nha, full wifi các kiểu ok hết ha. Con này ra đi cho anh em giá 1480 nha, 1.480.000 nha. Màn riêng đẹp nha anh em, màn riêng cực đẹp luôn. Tiếp theo là con Oppo A37 nè anh em, Oppo A37 nha. Con này thì mình có liên tục trong clip nha. Đó, thay vỏ mới rồi. Con này RAM 216, màn hình 5 inch và pin con này là 2630 và giá ra đi đẹp keng, xà beng như thế này nha, giá 1050 nha anh em, giá 1.050.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một con Samsung J7 Pro, con này thay màn nha anh em, màn thay ha, vỏ 6 keng, 6 tệ hại luôn. Đó, mình chưa có thay vỏ để bán cho anh em mua hàng rẻ nha. Con này tính em giá 1.400.000 nha, 1.400.000 ha. Màn hình thay loại linh kiện mà tốt nhất hiện nay rồi anh em. Đó, không hề liệt lắm hết, màn cực đẹp nha. Chức năng VIP ok luôn, anh em mua kiếm ốp lưng màu đen bỏ vô xài là bao đẹp, khỏi cần thay vỏ nha anh em. Đó, vỏ riêng luôn, chỉ thay mỗi cái màn hình thôi. Đó, J7 Pro RAM 332, con này RAM 332 nha, màn hình thì 5.5 inch, pin 3600. Đó, nó cũng đồ dạng trâu trâu rồi đó, ok nha. Đó, chức năng máy thì khỏi phải bàn, con này là vỏ riêng, màn thay. Đó, vỏ 6 như này nha, tính em giá 1.400.000 kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn nha. Giá quá mềm mạnh thiệt cho anh em luôn. Cái màn này anh em thay thị trường thì hiện tại bây giờ nó em tầm 900.000 nha. Thì cái sát máy nhiều có 400.000, quá là bèo. Mình tới anh em là 1.400.000, quá bèo luôn nha. Anh em cần thì liên hệ ha. Samsung J737 nha anh em, bảo hàng. Máy đẹp 98, vỏ xeo keng xà beng luôn, không xước sát, kính bao đẹp. Đó, kính anh em thấy không, soi gương được luôn. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 332, pin con này là 3.300. Đó, chức năng full zin. Con này là chuẩn bị mình rất là nhiều và mình bán rất là nhiều rồi, xài rất là lành nha anh em, xài lành nha. Đó là Galaxy Wave 3, còn J37 á, anh em nào xài rồi thì biết, rất là mượt. Giá ra đi là 1850, quá là bèo nhèo cá kèo luôn, 1850 nha anh em. Anh em nào cần thì gọi nha, cặp trước 50.000 thì theo là mình ship nha anh em. Oppo A83, máy thay vỏ sao đẹp keng xà beng luôn. A83 màn hình 5.7 nha anh em, RAM 332, pin con là 3180. Anh em mua thì luôn thực sự anh em là nên tham khảo qua Google để biết được cấu hình máy cũng như màn hình. Chứ thôi thí dụ mình giới thiệu trong clip là 5.7, anh em tới nơi nói sao cái máy nhỏ quá này nọ thì cũng kẹt nha anh em. Tại vì mình có giới thiệu kỹ trong clip rồi. Nếu các anh em không lấy hàng nữa thì cũng thiệt hai bên, anh em mất tiền cọc và mình thì tốn công đi ship, nói thẳng vậy. Nên anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Mình đã bị rất nhiều trường hợp rồi. Nên là mình cũng kinh nghiệm nha, nhắc trước anh em. Anh em cứ coi kỹ clip và máy đó mà không rõ thì nên lên Google tham khảo kỹ trước khi đặt hàng. Ok nha anh em. Con này RAM 332 nha. Đó. Màn đẹp nha, kính cũng rất là ok đẹp. Không có xước sát máy nha. Vỏ sao mới thay rồi anh em mà keo xà beng rồi. A83 giá 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 ha. Kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. 1.400.000, quá bèo. Sale cho anh em luôn. Con nói bữa trước là một nó giá bữa trước nó hơi cao nha anh em, nay giờ con đây thì giá nó mềm hơn.
một con iPhone 4 này nè, một con iPhone 4 màu đen nha, bữa có anh kia hỏi ha, tiếp một con này anh em cần thì gọi nha, iPhone 4 màu đen chỉ bao nghi gọi đó, nó thực sự anh em không lên mạng gì con này nha, con này anh em đợi lên mạng thì mình bó tay, chỉ nghi gọi thôi, iPhone 4 bỏ sim là quốc thôi nha, 390.000 kèm anh em cái dây sạc nha, kèm anh em một cái dây sạc 390 đó, ok nha. Samsung A20 con này thay vỏ sau đó như mới luôn, RAM 332, màn hình 6 inch 4, pin thì 4000 nha, máy màu xanh xanh đậm tí, máy đẹp nha, màn hình sáng đẹp, RAM 332, chức năng full đó, mọi chức năng là hoàn hảo nha, không có trục trặc mũi gì hết nha anh em, chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Samsung A20 rồi, ok con này ra đi cho anh em giá 2.4 triệu, 2.4 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một cặp iPhone 8 anh em, iPhone 8 lút nha, một cặp rất là đẹp nha, một cặp là ok luôn, máy này vỏ nó thực sự anh em là thay rồi, vỏ này là vỏ thấm nha anh em, thay loại một đẹp nhất hiện nay luôn đó, nó keo sạc như thế này nha, màn ring nha anh em, vỏ thấm màn ring ok nha đó, rất là VIP, máy ok luôn, 64GB anh em, máy dòng này mình 64GB hết ha. Đó, máy rất là ok, mình sẽ test thử một con cho anh em coi. Số 4 bán Mỹ nha, 8 lút LL ha. Máy đẹp kèn như này. Đó. Kính sườn rất là ok. Thay vỏ nha, máy dòng này thay vỏ thấm thì như vỏ ring luôn. Thực sự nên là nếu mình không nói thay anh em cũng không biết nha. Nó thẳng luôn. Thực sự là anh em không thể biết được, máy đẹp tầm 98-99%. Kính thì keng sà beng luôn, kính thì vỏ ring rồi, kính ring rồi, màn ring, vỏ thay, vỏ thấm loại một, nó thực sự là mình lái bên hàng người ta nói mình vỏ đấy thì mình nói lại anh em vỏ đấy thôi, nhưng mình cũng thực sự là không có thay cái vỏ này, mình cũng thay và không nên đổi khít cơ lại đâu, đây là người ta thay trực tiếp bên thấm rồi, con này ra đi cho anh em giá 6.2 triệu nha, 6.2 triệu nha anh em, kèm sạc và dán cơ lực cho anh em nha. iPhone 8 lút 64GB, máy đẹp kèn sà beng 6.2 triệu, còn một cặp nha anh em, đây là còn alo nha. Tiếp theo là Re4 cộng màu đen, Re4 cộng màu đen bản VN, chắc bên VN tí trên đây, còn mặt sau đẹp, kính đẹp đó, máy thì hoạt động ok nha, RAM 216, màn hình 6 inch, pin con này là 3300, 4 lút, chức năng ok full nha, wifi các kiểu ok hết, con này ra đi cho anh em giá 1.650.000 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Re4 Bluetooth, Vivo V5 máy riêng nguyên, vỏ sau có xuất sắc nha, con này RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch và pin con này là 3000 đó, vỏ sau có xuất sắc này như clip mình quay nha đó, máy riêng nha, kính thì được cái đẹp, có 1-2 cọng lông mèo thôi, máy riêng nguyên, kính xước rất cực nhẹ luôn, sáng đẹp nha anh em, thôi anh em thấy không, rất ok ha, chức năng full. Vivo V5 RAM 432, con này ra đi cho anh em giá 1.4 triệu nha, 1.4 triệu, kèm sạc và dán cơ lực cho anh em lại, cho anh em ok luôn, về việc xài thôi, bỏ sim là xài thôi nha anh em, máy 2 sim. Samsung A50 VN bản Việt Nam, màu đen nha anh em, A50 máy riêng, vỏ sau có xuất sắc lông mèo, RAM 464, màn hình 6 inch 4, pin thì 4000 nha, kính này có vài cọng lông chuột, cực nhẹ, không đáng kể nha, kính có vài cọng lông chuột thôi, còn như là đẹp nha. Đó, wifi ok luôn, chức năng đẹp, máy nói chung là máy nguyên riêng ok luôn. Samsung A50 máy VN riêng, giá con này đến em 2.9 triệu nha, 2.9 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha. Mấy nói chung là sườn sức nhẹ nhẹ thôi, còn lưng dưới kính trước đẹp. Một con A70 tiếp, Samsung A70 RAM 6 bộ nhớ 128 anh em, RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình 6 inch 7 và pin con này là 4500 nha, vỏ sau sức lông mèo nhẹ nhẹ nha, kính được cái đẹp kèn, có lông chuột nhẹ nhẹ thôi, không có sức gì nhiều, mọi chức năng full ring, màn sáng đẹp. Samsung A70
56 bộ nhớ 128 cực khủng nha. Con này ra đi cho anh em giá 3.9 triệu. 3.9 triệu kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Máy quá đẹp luôn. Tiếp theo là con Samsung A71 anh em. Một em Samsung A71 nha, vỏ xe nhâm nhẹ. Máy riêng nguyên nhâm nhẹ thôi. Giờ sẽ ép lưng. RAM 8 bộ nhớ 128 anh em. Màn hình 6 inch 7 nha. Và pin con này là 4.500. Đó, sườn nè, sườn xước sát cực nhẹ nha. Sườn xước sát cực nhẹ. Lưng cũng ok, đẹp tầm 97. Kính thì 99, 98, 99 trở lên. Máy nguyên riêng. Đó, sáng đẹp ha. RAM 8 bộ nhớ 128 cực khủng nha nè. Đó, wifi A71. Đó, màn hình 6.7 và pin 4.500 nha. Chức năng ok, máy đẹp, full ring. Con này ra đi cho anh em giá 5.6 nha. 5.6. Máy riêng nguyên từ A tới Á luôn. Kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Thân ái chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai. Rồi, chào anh em.